Chào các bạn, trong bài học này tôi sẽ cung cấp cho các bạn một số ngôn từ bằng cảm xúc mà tôi thường hay sử dụng cho các bài viết của mình. Các bạn có thể sử dụng chúng để vào bài viết của mình, để bài viết của bạn có thể mượt mà hơn, mềm mại hơn, có tình cảm hơn và không quá khô cứng như các bài giới thiệu sản phẩm hay là những bài chào hàng đang có nhan nhản trên Internet hiện nay. Các ngôn từ này các bạn có thể tự bổ sung dần theo thời gian, sẽ trở thành một tài sản vốn từ của mình, rất là hữu ích cho việc viết các bài viết có tình cảm, có tâm lý, và khách hàng sẽ thích đọc những bài viết dạng có cảm xúc hơn. Các bạn sẵn sàng ghi nhé. Tràn, đầy, ngập, yêu thương, sung sướng, hạnh phúc, mê ly, thú vị, hấp dẫn, đầy hứng khởi, rùng rợn, điếng người, đắng lòng, vui, buồn, đẹp, xấu, mỹ mãn, thấm thiết, cuốn hút, bất ngờ. Trên đây là một số ngôn từ về cảm xúc các bạn có thể sử dụng khi cần thiết viết các bài viết có tình cảm, có cảm xúc. Mời các bạn đi qua bài học tiếp theo.